Chào anh em lên xe TV nha. Hôm nay Hải sẽ bàn luận tại sao 999 xe VinFast bên Mỹ là dạng diện cho thuê. Như chúng ta đều biết là lúc đầu là ai cũng nghĩ là sẽ đưa sang sẽ là mua đứt luôn đúng không? Bán thẳng luôn chứ không phải là dạng thuê thuê gì nữa. Nhưng mà do chính thể chế tài chính của bên Mỹ quy định mà VinFast sẽ phải thay đổi cái chính sách là mình phải khẳng định về chất lượng, về xe, dịch vụ tốt, các thứ, mọi thứ nó đủ an tâm, đủ cho cái vấn đề các ngân hàng an tâm thì lúc đó các ngân hàng mới đầu tư tiền ra cho việc mua mà hiện nên là chính vì thế nên thay vì thế thì phải chứng minh bằng việc qua bằng cho thuê lease to buy trước, thuê trong tối đa trong 2 năm. Giá hiện tại của VinFast là 49.000 cho bản Eco và 56.000 cho bản Plus. Thì trong 2 năm thì VinFast và ngân hàng đã cam kết với nhau là sau 2 năm là trượt giá là xuống còn 38.000 cho bản Eco. Tức là mình sẽ trượt giá 11.000. Mặc dù là cho dù là thực tế về sau thị trường nó giá có thể VinFast có thể là bị tụt thấp hơn nhưng mà nó sẽ vẫn giữ cố định ở cái ngưỡng 38.000, tức là không thể trượt hơn. Đấy là cái cam kết ở giữa VinFast và ngân hàng. Thuê trong 2 năm và đóng hết cái ngưỡng trượt giá 11.000 kia thôi. Tức là gì? Tức là mình sẽ phải đóng đầu tiên là 4.500 trước và mình sẽ đóng phí hàng tháng là 274 đô trên tháng. Chi phí này đã gồm cả pin nhé. 274 đô này khá là rẻ đúng không? Nếu mà Việt Nam mà có cái chính sách áp dụng như thế này thì chắc là nhà nhà người người đi xe luôn ha. Thì cái việc là 274 đô hay thậm chí cao hơn nó sẽ phụ thuộc vào cái điểm tín nhiệm của cái thẻ tín dụng của từng người. Thì có thể là tùy từng người mà nó sẽ cao hơn một chút, hay là cái tiền gốc mà mọi người đóng ban đầu á là thấp hơn, chẳng hạn ví mình đóng là 3.000 đô chẳng hạn thì cái chi phí của cái hàng tháng kia nó cũng sẽ cao hơn. Thuê sau 2 năm đi chán VF8 rồi, không thích thuê VF8 nữa thì đem trả về hãng. Đấy, tất nhiên cái phí 11.000 kia thì chúng ta phải mất trong 2 năm đấy rồi. Xe nó có đâm đụng móp méo hay là xước sát gì thì cái việc đấy là trách nhiệm của chủ xe phải tút tát đem trả lại hãng một chiếc xe ngon lành cảnh đào. Đấy, đương nhiên rồi. Không không thích mua thì mình có thể là lại thuê lên VF9 được luôn. Rất là good luôn, đúng không? Còn nếu mà trải nghiệm mà thấy thích rồi thì lúc đấy mới xác định là mua hoàn toàn 100%. Là lúc đấy giá trị chiếc xe nó sẽ chỉ còn là 38.000 cho bản Eco thôi đúng không? Và mình sẽ được thừa hưởng thêm được là 6.000 trừ đi dành cho những cái thành viên VinFirst lúc đầu. Thì tức là chúng ta sẽ sau 2 năm mình sẽ chỉ trả cái giá chiếc xe VF8 là đâu đó từ 32.000 cho tới 36.000 cho từng phiên bản mà thôi. Nó rất là rẻ đúng không? Rất là rẻ với những cái chính sách cho thuê như này. Vì là sau 2 năm mình trải nghiệm mình thấy ngon rồi thì lúc đấy xác định quất là ok đúng không? Hải thấy chính sách này khá là hay. Vì là đối với người Mỹ thì nói chung là để biết tiếng tới VinFast thì cũng không có nhiều. Nên là cái chính sách cho thuê này cũng là một cái thứ gọi là cho khách hàng trải nghiệm trước đi. Vì là chi phí ban đầu bỏ ra cũng thấp. Cứ cho khách hàng trải nghiệm, cho thuê trải nghiệm trước đi. Khi mà trải nghiệm chán chê rồi thì lúc đấy là người ta sẽ biết được cái chất lượng của xe VinFast như thế nào. Có đủ ngon so với những cái gọi là cái sự khắt khe của thị trường Mỹ họ đòi hỏi hay không, thì lúc đấy là cái việc đấy nó sẽ lan tỏa hơn rất là nhiều về việc là chiếc xe khẳng định được chất lượng thì cái việc là viral lan tỏa về danh tiếng hãng xe rất là ok. Thì cái nước đi đấy nó cũng là một cái nước đi là an toàn rất là tốt. Vì ở Mỹ thì có những cái có rất là nhiều đơn vị là chỉ ăn ngủ nghỉ để mà tìm lỗi các công ty để mà đi kiện, người ta sống vì kiện. Chính vì thế nên cái việc mà cho thuê như thế này thì nó cũng là một cái thứ an toàn về ở góc độ gọi là xử lý những cái gọi là lỗi gì đó chẳng hạn nếu mà có phát sinh xảy ra đúng không? Khá là hay, cho thuê này khá hay, tiếc là Việt Nam không không áp dụng được dạng dạng như này, hơi tiếc.
Còn một cái điểm nữa, cái theo về vấn đề là theo dõi của Hải thôi, là thời điểm vừa rồi là VinFast tập trung toàn bộ nguồn lực vào vấn đề xử lý tất cả những cái gì phần mềm, những cái lỗi gặp phải ở Việt Nam để update xử lý, fix lại toàn bộ phần mềm dành cho phiên bản Mỹ. Nên là chính vì thế nên là theo Hải nghĩ thì phiên bản Mỹ là phiên bản gọi là tối ưu nhất về xử lý hiệu năng mọi thứ, tất cả mọi thứ dành cho VF8. Nên là cái bản đấy là bản chuẩn chỉ nhất và đã được fix toàn bộ lỗi hiện có. Và cái quan trọng hơn là theo Hải đánh giá và nhìn nhận phán đoán thì cái bình ắc quy 12V trên VF8 Mỹ thì hiện tại là có khả năng nó sẽ là bình dung lượng cao hơn và một cái thương hiệu khác, chứ để mà nó tạo nên cái độ an toàn cho VF8 không bị kiệt bình, không bị sập nguồn như ở bình Pinaco ở Việt Nam. Đấy, nên là nó cũng sẽ giúp cho VF8 nó ổn định cao hơn. Có gì Hải sẽ tìm hiểu xem là cụ thể là cái bình VF8 bên Mỹ nó là dùng bình gì nhá. Còn anh em nghĩ thế nào về chính sách như thế này? Hãy cho comment ý kiến nhé.